Thưa quý vị, thời gian qua, việc triển khai và nhân rộng mô hình chợ an toàn thực phẩm tại Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả tích cực. Để đạt mục tiêu đến năm 2025, tất cả các chợ đều đạt chuẩn mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cấp, các ngành, các đơn vị chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường công tác giám sát, quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình thành phố 4 An. Thành phố Đà Nẵng có 74 chợ truyền thống với hơn 7.600 hộ chế biến kinh doanh các nhóm ngành thực phẩm. Nhằm triển khai nhân rộng mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện, các đơn vị quản lý chợ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trước mắt là hệ thống cấp thoát nước, quầy sạp nền chợ, hệ thống chiếu sáng đáp ứng các tiêu chí của chợ an toàn thực phẩm theo quy định. Đến nay đã có khoảng 20 chợ truyền thống trên địa bàn thành phố được công nhận là chợ đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Thì đây là cái kênh mà phân phối phần lớn của người dân chúng ta để mà thực phẩm qua chợ thì ngày càng tốt hơn. Mình vừa qua thì đã phối hợp với các quận huyện là đã truyền thông và mời truyền thông tại chợ từng cái hộ kinh doanh. Thời gian qua, ban quản lý các chợ truyền thống cũng phát động nhiều mô hình thi đua như chợ không rác, buôn xanh bán sạch, ngày chủ nhật xanh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi tiểu thương trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Phải tuân theo là thứ nhất là không có chất bảo quản và không có hàng the, thì chị là thay thế bằng cái chất hàng the là bằng cái phụ gia, thì có hóa đơn chứng từ và có giấy an toàn thực phẩm. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, các đơn vị chức năng cũng đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn để các tiểu thương tại chợ làm quen với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng tem QR code và từng bước thực hiện truy xuất nguồn gốc đồng bộ từ khâu nuôi trồng, chế biến nguyên liệu đến đóng gói, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, phân phối sản phẩm, tiêu thụ bằng mã hóa điện tử. Triển khai cái nhà tem nhãn QR code thì đã là một cái là ban lấy cũng đang duy trì để đảm bảo đó là nhất là quyền lợi của hộ kinh doanh. Khi người ta truy xuất và đảm bảo cái thương hiệu của họ và người khách hàng cũng nằm ở trong cái quyền lợi đó. Khi người ta mua một hàng hóa mà không đảm bảo thì người ta truy xuất ra sẽ biết cái nguồn gốc cái hàng đó ở khu vực nào và do ai bán cho mình. Thì từ đó thì có sự phản hồi giữa ban quản lý cũng như hộ kinh doanh. Vì không thể thiếu được là thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành. Thì ban cũng đã thành lập 3 cái đoàn như vậy và xử phạt rất là mạnh. Song song đó thì trong quá trình kiểm tra thì cũng thông qua đó thì cũng kiểm tra xem thử cái việc ghi nhãn sản phẩm nó có đúng không, hoặc người ta có quảng cáo thực phẩm có quá cái mức quy định hay là quảng cáo quá giới hạn là quá công dụng hay không thì cũng được ban rất quan tâm. Thì cái điểm nhấn của năm này của ban là thông tin minh bạch thực phẩm an toàn, tức là đang nhấn mạnh vào cái chỗ truy xuất gốc và cái nguồn gốc thực phẩm. Khi ngành du lịch bắt đầu mở cửa trở lại, các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố cũng là những địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng thức ẩm thực địa phương. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và hơn hết là ý thức trách nhiệm của mỗi tiểu thương. Có như vậy, mô hình chợ an toàn thực phẩm mới đạt hiệu quả thiết thực, tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách mỗi khi đến trải nghiệm.